Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Ngỡ ngàng về đặc biệt tổ ẩm của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh bên Mỹ. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh không chỉ đồng điệu trong âm nhạc mà còn đồng điệu cả trong cuộc sống đời tư vốn đã khá kín tiếng. Mạnh Quỳnh và Phi Nhung đã quen nhau hơn 20 năm, họ không chỉ được mệnh danh là người tình âm nhạc mà còn coi nhau là tri kỷ. Ở họ có sự đồng điệu về âm nhạc, tính cách, sự thấu hiểu. Không những vậy, cặp đôi còn giống nhau cả về phong cách sống. Minh chứng cho điều đó là tổ ẩm riêng của cả hai bên Mỹ đều rất giản dị. Đơn sơ, dù họ đều là ca sĩ nổi tiếng, thu nhập thuộc hàng khủng. Nhìn ngôi nhà của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh, nhiều người cũng hiểu được vì sao họ thân thiết với nhau đến vậy. Được biết tổ ẩm của Phi Nhung ở bên Mỹ khá đơn giản, cũng giống như tính cách của bà mẹ đông con nhất showbiz Việt. Ngôi nhà có diện tích không quá lớn, thiết kế vừa phải, ấm áp và được trang bị những đồ dùng cần thiết phục vụ cuộc sống chứ không quá hoành tráng sang trọng. Trong một bài phỏng vấn, Phi Nhung từng tâm sự rằng bản thân của ca sĩ từ nhỏ đã sống thiếu thốn vật chất nên cô không có thói quen dùng đồ hiệu hay sắm những đồ sang chảnh đắt tiền, thậm chí cát xê rất cao, nhưng chưa từng thấy Phi Nhung đeo trang sức mỗi khi đi sự kiện hay biểu diễn. Được biết ngôi nhà nhỏ của Phi Nhung ở bên Mỹ có một khoảng vườn, nơi cổ ca sĩ đặc biệt yêu thích mỗi khi về xứ cờ hoa. Đây cũng là nơi cô nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của giọng ca Bông Điên Điển suốt nhiều năm qua. Hiện tại, Phi Nhung không còn trong ngôi nhà này nữa, giữ gìn làm nơi con cháu, bạn bè đến thăm. Tro cốt của người bạn Mạnh Quỳnh cũng được thờ tại đây, nơi có nhiều kỷ niệm của cô ca sĩ nơi đất Mỹ. Ngôi nhà của Phi Nhung giản dị bao nhiêu thì tổ ẩm của Mạnh Quỳnh cũng bình dị bấy nhiêu. Thế nhưng, anh lại bị đồn ở nhà bạc tị, cuộc sống vâng giả. Như một cách tự minh oan, Mạnh Quỳnh đã chia sẻ hình ảnh về ngôi nhà của mình. Người tình của Phi Nhung thú nhận mình là người sống bình dị, chỉ đi làm kiếm tiền rồi về nuôi các con ăn học. Cuộc sống của anh rất nhẹ nhàng, không có chuyện ở nhà xế xịn. Qua những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, nhà của Mạnh Quỳnh có khoảng sân vườn, rộng rãi, trang trí gọn gàng với tiểu cảnh và cây xanh. Căn nhà có một lầu vọng được thiết kế ngay giữa sân vườn để phục vụ nhu cầu giải trí của gia đình. Đây cũng là nơi giúp nam ca sĩ viết nên những bài tình ca đi vào lòng người. Ngoài ra, trong vườn nhà Mạnh Quỳnh còn có nhiều cây ăn quả, hoa trái. Nhìn tổ ẩm của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh ở Mỹ mới càng hiểu được vì sao mối quan hệ của họ lại bền bỉ như vậy. Có quá nhiều thứ giống nhau, thế nên cũng dễ hiểu vì sao cặp đôi bị hiểu lầm là vợ chồng. Dù nhiều lần lên tiếng giải thích, Phi Nhung giờ đây đã không còn, cặp đôi sân khấu này cũng chỉ còn là một nửa. Đây là sự mất mát lớn của khán giả, song Mạnh Quỳnh hứa sẽ giúp Phi Nhung viết tiếp những tình yêu nghệ thuật. Đây là điều khán giả trân quý và ngưỡng mộ cả hai. Trong buổi trò chuyện mới đây, nam ca sĩ hải ngoại khá chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ với người tình không bao giờ yêu, cũng như phản ứng của bà xã. Ồn ào về tình cảm của chồng tại quê nhà, đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ trải lòng về cuộc sống của anh bên vợ đẹp và hai con tại Mỹ. Cụ thể khi được hỏi về cảm giác từng là người tình trong mộng của Phi Nhung, thời gian gần đây lại thường xuyên được nữ ca sĩ công khai bày tỏ tình cảm trên sóng truyền hình. Mạnh Quỳnh chia sẻ, tôi và Phi Nhung đã có dịp làm việc với nhau rất nhiều lần, cả trên sân khấu và trong ngoài nước. Cũng vì khán giả yêu thích cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh nên thi thoảng hai đứa mới trêu chọc thả thính nhau một chút để mang lại niềm vui cho khán giả người xem. Mọi thứ chỉ đơn giản là thế. Nói về nguyên nhân, dù ở bên Phi Nhung hơn 20 năm nhưng không thể tiến tới tình yêu, Mạnh Quỳnh cho hay, có thể do chúng tôi đã quá hiểu nhau, diễn quá ăn ý, tình tứ với nhau trên sân khấu nên không thể yêu nhau ngoài đời thật. Bởi nếu thực sự nảy sinh tình cảm, chắc chắn chúng tôi sẽ rất ngượng ngùng, mất tự nhiên khi làm những hành động nắm tay ôm ấp trước khán giả. Hơn nữa tôi và Phi Nhung luôn biết đâu là điểm dừng, để không bao giờ vượt qua giới hạn cho phép. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.